Hôm nay là ngày giấc ngủ thế giới, một lễ kỷ niệm về giấc ngủ nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ như một trụ cột cơ bản của sức khỏe. Giấc ngủ thường được định nghĩa là một trạng thái sinh học không thể thương lượng được cần để duy trì sự sống. Tiến sĩ Michael Graner, một nhà nghiên cứu về giấc ngủ từ Đại học Arizona, đã mô tả giấc ngủ theo cách này, nói rằng giấc ngủ là một khía cạnh cơ bản của sinh học. Nhu cầu về giấc ngủ của chúng ta tương đương với nhu cầu về không khí, thức ăn và nước. Mặc dù nó là một nhu cầu sinh học, ảnh hưởng của dược phẩm đối với giấc ngủ thường bị bỏ qua trong các nghiên cứu phát triển và khám phá thuốc. Trong một bài báo được xuất bản gần đây trên tạp chí Drug Discovery Today, một số nhà nghiên cứu lập luận rằng giấc ngủ là một biến số được đưa vào trong các nghiên cứu khám phá thuốc. Bài báo nhằm trả lời câu hỏi tại sao giấc ngủ vẫn bị bỏ qua phần lớn trong các nghiên cứu phát triển thuốc. Bài báo chỉ ra rằng trong quá trình tuyển dụng để thử nghiệm lâm sàng, rất ít nghiên cứu sàng lọc các rối loạn giấc ngủ. Mặc dù giấc ngủ quan trọng đối với tất cả các khía cạnh của sức khỏe, nhưng nó cực kỳ quan trọng đối với hệ thần kinh trung ương và bệnh tim mạch và cần được cân nhắc khi thử nghiệm các loại thuốc ảnh hưởng đến các hệ thống này. Thật vậy, giấc ngủ và hệ thống thần kinh và tim mạch có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, với giấc ngủ kém sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh cao ở những hệ thống này. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ hiếm khi được xem xét trong quá trình thu nhận, loại trừ các thử nghiệm lâm sàng. Các tác giả nhận thấy rằng trong số 50.793 nghiên cứu về thuốc giai đoạn 3 được liệt kê trong trial chop, ít hơn 300 nghiên cứu trong số này liệt kê giấc ngủ bị xáo trộn như một tiêu chí loại trừ đối với những người tham gia nghiên cứu. Ngoài việc đánh giá tình trạng giấc ngủ có từ trước ở những người tham gia thử nghiệm lâm sàng, nhiều nghiên cứu cũng không phân tích được liệu loại thuốc đang được thử nghiệm có ảnh hưởng đến giấc ngủ ở những người tham gia nghiên cứu hay không. Bài báo chỉ ra rằng các nghiên cứu đánh giá các loại thuốc điều trị trầm cảm, tâm thần phân liệt và đau, tất cả đều ảnh hưởng và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thường không đánh giá giấc ngủ như một tiêu chí chính hoặc phụ. Các tác giả cho biết rằng có sự thiếu nhận thức rõ ràng trong ngành khám phá thuốc rằng rối loạn giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến phản ứng với can thiệp điều trị. Do đó, các tác giả nhắc lại rằng giấc ngủ nên được đo trong các thử nghiệm thuốc. Cuối cùng, các tác giả cho rằng giờ đây có thể dễ dàng đo giấc ngủ bằng cách sử dụng các công nghệ sức khỏe kỹ thuật số như cảm biến quang hoạt, ví dụ Fitbit và đồng hồ thông minh. Do đó, giấc ngủ không nhất thiết phải được đo trong phòng thí nghiệm giấc ngủ cổ điển với điện não đồ, giúp giảm đáng kể chi phí bao gồm giấc ngủ trong các thử nghiệm lâm sàng. Giấc ngủ là một chức năng sinh lý quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất nhưng hiếm khi được xem xét trong các nghiên cứu phát hiện và phát triển thuốc. Và như đã nêu trong bài báo, ngủ quên bỏ qua một hiệp biến chính có khả năng ảnh hưởng đến sự thành công của một chương trình phát triển thuốc. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!